Có hai thứ mà mấy bồ không thể bỏ lỡ trong mùa Christmas này. Một là chuẩn bị những bộ đồ thật xinh đẹp, và điều thứ hai đó chính là phải làm cho cơ thể mình thật thơm. Có như vậy thì mới có những buổi đi chơi chill chill mới thật sự perfect. Mình đã kịp đặt mua hai chai tinh dầu nước hoa của thương hiệu Jubilee. Bật mì với mấy bồ nhé. Đây là tinh dầu nước hoa chứ không phải là nước hoa đâu nha. Sự khác biệt của nó chứa tới 98% tinh dầu nước hoa nguyên chất và không chứa cồn, nên là độ lưu hương có thể kéo dài lên tới 24 giờ liền đó. Mấy hôm nay tôi đi chơi cả ngày mà về nhà vẫn thấy thoang thoảng mùi hương của em nó, mê lắm mấy bộ ơi. Tôi có thể đặt mua hai chai về dùng rồi. Theo cảm nhận của tôi là tôi thích mùi coco hơn nè. Kiểu mùi hương tinh tế, sang trọng mà lại không kém phần quyến rũ. Hôm bữa tôi đi chơi thì được bạn hỏi tôi dùng gì mà thơm quá trời. Coco by Jubilee chắc chắn sẽ khiến bạn bị mê mệt ngay từ những giây đầu tiên. Với sự kết hợp của cam bergamot và hoa nhài, xạ hương, vani sẽ khiến bạn thưởng thức một mùi hương rất là đỗi kiêu kỳ và thực sự nổi bật giữa đám đông luôn. Mùi đơn này sẽ tạo được hương thơm nữ tính, gợi cảm bởi đây là mùi hương thuộc tính hoa cỏ và phấn thơm. Hương thơm thì nhẹ nhàng, tinh tế nên là mình hay dùng em nó để khi đi học này. Nhà Jubilee thì có cả dòng chai 3ml, 5ml, 12ml, nhưng mình đã chọn dạng lăn 3ml này vì thấy nó được thiết kế nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mình có thể để trong túi sách nhỏ gọn như này nè, vô cùng là tiện lợi luôn ý. Bạn nào mà cũng bị nghiền mùi hương nước hoa như mình thì thử ngay một chai dùng nhé. Dùng xong mê quá đừng trách mình nha. Sản phẩm đã có trong giỏ hàng của mình rồi nha.